Giới thiệu với anh em bề kính siêu trong 90 thành bình thành cm. Chiếc xe 4, tăng mặt này là chiếc xe tăng thật tuyệt vời không? Bây giờ hãy bật hệ thống lọc của nó lên hãy để tôi kể cho bạn nghe một Sau chút về nó. Sau đó đưa ra một ví dụ Phương thực pháp tế lọc của nó là một bộ lọc tích hợp có lỗ ở phía dưới. Tôi tin rằng nhiều người hâm mộ sẽ rất quan tâm. Nhân tiện, đèn này cũng được trực tiếp lên trần nhà. Về phần đèn thì mình dùng thế hệ điên B2. Lúc đầu tôi muốn sử dụng AC Mark. đó là chiếc đèn hàng đầu của Maudian. Sau đó tôi nghĩ về nó. Tôi nghĩ chiếc đèn này tiết kiệm chi phí hơn. Ánh sáng này đủ để phát triển hầu hết các loại cây. Bản thủy thân sinh. tôi đã cố gắng từ lâu. Đây là màng dầu nguyên chất đa của tôi. Không cần bộ chuyển đổi. Ống mẹ dùng 20 ống và sau đó là cửa dẫn nước ở đây. Cũng tùy chỉnh. Trên thực tế, bạn có thể tìm thấy. Nhưng thành tôi phẩm nghĩ điều ở một đó kho chưa đủ nào lớn. đó. Vì vậy tôi đã tùy chỉnh cái này. Trong hoàn cảnh bình thường. Một hình trụ vuông như thế này có hai chiều vào và nước ra. trong, trong đôi. nước trong. Sau đó nước chảy ra bốn lỗ nhưng làm sao tôi có thể làm cho nó chỉ có bốn lỗ nhìn đây tôi thậm chí còn đấm một lỗ vào người anh nếu ta nếu theo hoạt động bình thường vậy thì nó không phải là mèo đen Bên cái lỗ ở giữa bạn có đoán được tôi muốn dùng nó vào việc vì gì không lên xuống nước của bể cá rất quan chúng trọng chúng ta phải sử dụng thêm sợi phi và đây là loại đệm đôi vì kính đã dày 12 rồi sau đó một số fan tiếp tục hỏi bể cá loại nào tốt hơn cách chọn tôi xe cho bạn tôi xem. đã đặt mua chiếc xe tôi tăng viết này viết hai chữ ở phía đối bạn diện bạn có thể nhìn rõ được này. không không sao đâu nó rất rõ ràng phải không hãy nhìn cách tôi chụp bức ảnh này Nhìn thấy nó, mặt cắt ngang của kính được chụp. Nếu vừa rồi bạn không thể Nào, nhìn rõ, để tôi chỉ cho bạn lần nữa. Hãy nhìn xem, đó có phải là tốt? Bây giờ bắt đầu thiết lập dòng nước và bộ lọc trên và dưới, chúng ta phải cài đặt một ở trên cùng và một ở dưới cùng, và điều này phải được thắt chặt. Ổ cấm này cũng được làm bằng một đường rạch acrylic. Nhưng Văn tôi góc. nghĩ bây giờ điều đó không quan Bởi trọng. Bởi vì khi đến lúc xây dựng cảnh quan, tôi, tôi có thể bỏ cái này vào và ra khỏi Tất nước. Tất cả ẩn. Bây giờ tôi nên cắt bao nhiêu ống? 20 ống. Bốn cửa vào và cửa ra lần lượt lắp bốn ống và ống phải được lắp chặt. Sau đó lắp bốn khiểu tay 90 độ tương ứng. Đây là hai công tắc van bi lần lượt lắp hai ống ngắn vào đó. Tốt. Van bi này dùng để điều tiết dòng nước màng dầu chảy ra khỏi đường Đây ống. Đây là việc điều chỉnh tốc độ dòng nước trong một trong các đường ống. Lúc đó bạn sẽ biết chuyện gì đang xảy Đây ra. Đây là hai chiếc áo phông cài đặt hai đầu nối chùa trên đó. Kích thước cổng nối chùa là năm 2018. Cuối chùa này là 18. Nối thêm hai ống ngắn, cài đặt nó một cách riêng biệt. Cài đặt cái này quá. May mắn thay, bây giờ tôi đang giả vờ và quay thiệt. phim cùng chỉ một cho lúc. mọi người xem thôi. Ống này phải được chèn chặt. Đó kích thước đường chéo. 59 là gần hết, góc đối diện này cũng là 59. Kích thước có thể không như thế này khi bạn thực hiện nó. Mọi người đều có thể hiểu được nó, cửa thoát nước và cửa cấp nước được đặt chéo nhau. Ngoài ra còn có ống như thế này. Tất cả đều là sự Vì đón nhận vậy, tôi nhanh sẽ chóng. không sử dụng keo, chỉ cần cắm chặt vào như thế này là được. Được rồi, bây giờ nó gần như đã Hãy hoàn để thành. Tôi cho bạn một cái nhìn từ trên Đây keo. là công tắc van bi có tác dụng loại bỏ mang dầu và lưu trữ mang, mang chứa dầu. Dầu chứa đầy nước Sau đó đầu vào nước khác được đặt ở góc đối. Ban diện. Đầu tôi đã hết Không nước. Không cần công tắc van bi. Công dụng của công tắc van bi này. Điều là này gì? chỉ có thể được phản ánh khi tạo là cảnh quan. Lúc đó bạn sẽ biết những gì bạn nhìn thấy bây giờ. Chỉ cần những cài đặt cơ bản nhất. Ờ. hãy nhìn bên Ngôi dưới. Này, đầu nỗi dùng để làm cửa thoát nước dành cho nước đầu vào. Hãy cùng nhìn qua ống lọc chính được lấy từ thiên nhiên. Mặt trên trước đối. cùng lớn màu đen này vẫn là hộp lọc 604. Phương tiện lọc bánh cho phương tiện lọc đối với máy bơm nước. Tôi vẫn sử dụng chiếc đài tính và mạnh mễ. Cha Hãy cài đặt bộ lọc ngay bây giờ. Nhiều người hâm mộ nói Lước trong bể cá của anh không rõ nó ràng, không trong suốt và có những vật thể rồi nổi. Rồi 9 trên 10, đó là do bộ lọc của bạn chưa đủ về mạnh. mặt lý thuyết, thùng lọc càng lớn, hiệu quả lọc sẽ tốt hơn. Vậy thì sao? Nếu bể của bạn lớn hơn xô đen lớn này có thể là lựa chọn tốt hơn. Chúng ta đừng cài đặt vật liệu lọc này ngay Hãy bây giờ. Hãy để tôi chỉ cho bạn kết nối bộ lọc trước. Được rồi, nó đã được cài à, đặt rồi. Đây là sự xâm kết nối của với bòi Đầu tiên đi qua thùng lọc trước 600 bốn, sau đó đi đến đầu vào nước của máy Từ bơm đầu nước. nước ra của máy bơm nước đến đầu nước vào của thùng lớn nhìn đây là nó không. nhập, sau đó ra khỏi nước ở đây, đi ra ngoài và đi lên, kết nối giảm áp co 2, bộ giảm áp kết nối với 11 lanh carbon lại sát. lên, nước vào bể cá. Ngoài ra, lỗ Hãy ở để giữa tôi bàn nó trước, đang chờ video tiếp theo cho về cảnh bạn quan. một bất ngờ. Được rồi, đó là cách hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm nay. Thực ra Cảnh quan là thứ đau khổ nhất. Tôi phải nói chuyện và bắn cùng một lúc. Sẽ có chỉnh sửa và sản xuất ở giai đoạn sau. Không sao nếu bạn thích video này, nhớ like và theo dõi nhé. Tôi là một con Hẹn mèo đen. Hẹn gặp lại bạn ở video tiếp theo.